Trần Thiện xin chào quý vị. Thưa vị, hiện giờ Toronto đang ở vào giữa mùa thu và cũng là lúc tốt nhất để mua sắm cho các sinh hoạt vào mùa đông. Vậy hôm nay chúng tôi xin đưa quý vị đến tham dự Toronto Snow Show 2014. Xin mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, thì bây giờ chúng tôi đang có mặt ở một gian hàng chuyên bán cái các loại ski. Thì đây là một gian hàng chúng tôi thấy là có rất là nhiều nhiều ski để mình có thể lựa chọn. Và thưa quý vị, thì môn ski thì là một môn thể thao bắt đầu muốn start thì cũng hơi khó, tại vì nó cái giá của nó không có rẻ. Ở đây họ có rất là nhiều loại, thì giá là từ khoảng 100 đồng cho tới cả 1000 đồng cũng có. It's a multifunctional and totally reversible Sanhan unit. Here's the executive model: wedding, funeral, bar mitzvah, business meeting, power lunch, jubilee, jamboree, and or retirement party. We've never lived to those events. The bowl of capped more for high-end dinner. I'm Dave Yoon, pumping you full of booze, martinis, and appetizers, intoxication leads, celebration, vacation in the Middle East, Iraq, Iran, Lebanon, sheep herding in New Zealand, bowl of cap, ear flap, executive, Captain Hook, Ray Charles, sensory deprivation, and the mullet for the time travel. Standard classic, I'm not balding, the Donald Trump full roller, the double donut, also known as the Hot Cross Bun. That's two styles in one, you're welcome. My style choice is the Robin Hood. I like to erect my feather at least once a day. Thưa quý vị, thì bây giờ chúng tôi đang có mặt ở một gian hàng chuyên môn bán dụng cụ cho trẻ em, thì cho trẻ em khi đi ski. Thì đây là một cái túi sách dành cho trẻ em họ mới vừa là sản xuất ra. Thì nó có đặc biệt là mình có thể dùng cái tay cầm để mà giữ hoặc khiêng đứa em bé lên.
hoặc mình có thể dùng cái leash là cái dây này để mình có thể dạy dạy cho các em ski, thì có thể đi từ sideways hoặc có thể mình có thể dạy cho nó bẻ lái từ trái qua phải. Và với những trẻ em nhỏ hơn thì họ có thể có đeo được cái hóa này ở dưới. Thì bây giờ chúng tôi đang có mặt ở gian hàng Ski Goggle. Đây là một trong những dụng cụ không thể thiếu cho người ski. Thì đặc biệt là hãng Zeal Optic, họ có hai loại goggle mà giới thiệu cho chúng ta. Cái màu trắng, đây là một loại nó gọi là photo automatic. Thì cái lens của họ rất là đặc biệt, là khi mà mình ra ngoài từ trong tối mà ra ngoài sáng, hoặc là từ trong tối mà ra ngoài sáng, thì nó sẽ tự chuyển cái màu, làm cho chuyển cho cái ánh sáng nó bớt lại, thì làm cho nó không có bị người ski xong sẽ không bị chói. Và thứ hai là cái goggle màu đen, đây là một cái goggle họ có gắn camera sẵn, thì những người nào đi ski mà có muốn ghi lại những hình ảnh cuộc ski của mình thì họ có thể mua cái goggle mà có camera. Quý vị, thì để bắt đầu môn ski, chơi ski thì rất là mắc, tốn kém. Thì tại tổ Snow Show thì quý vị có thể đến một cái khu chuyên môn bán các đồ đã dùng rồi. Chẳng hạn như đây là một cái phòng chuyên môn bán tất cả các dụng cụ ski mà đã dùng rồi, và giá nó tương đối rẻ. Thì những người nào mới bắt đầu có thể chọn lại đây mua cho mình cái bộ ski đầu tiên với cái giá không có mắc mấy. Thank you.
I'm David, the Survivor Guy with WSC Survival School. And we're here at the fantastic ski and snow show to show people what to do if they're lost or in an avalanche or on a ski trip where things go very wrong. Because most people go out and have a great time, but they don't know what to do if they're stranded and stuck out there in minus 40 conditions. So for example, if you're lost, you should stay put, make a shelter, and build a fire. And so using batteries, I can connect the batteries and I can start a fire that way. There we go, look at that. And I can add some birch bark and pine needles and get a fire going real fast. Or what I can do is I can take one of these flint sticks, and this will add some spark to your life. And I can hit some sparks into the tinder, and or if I get somebody's beard or hair, I can light that, just joke. So surviving in the wilderness is really important, because what we always tell people is you are biodegradable. Don't get lost. And this is good for shaving too. But you gotta know how to shave properly. Trần Thiện, Tương Trinh từ Toronto Snow Show 2014. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.